cỡ khoảng 11 đến 1-2 giờ khuya thức dậy ăn. Đêm ai ăn, nói là bằng đêm tôi ăn á, tại tôi thèm khác, bây giờ tôi ăn. Tu đó rồi ma nhập cho người em rồi em làm gì? Mật khẩu á hả? Dạ đúng rồi. Mật khẩu một cái đạo giáo em đó hả? Đúng rồi, không chịu nó, không cho nó ra. À, có 5 chữ riêng ở trên Phật đường. Đâu? Bởi, hả? Em niệm gì? Thì em niệm năm chữ không có cho người nói. Con vô để hợp bốn vía, con vô ăn thôi. Mày sợ? Xin chào quý vị khán giả. Rồi tình trạng anh hôm nay gặp tôi làm gì? Dạ. Dạ. Hôm nay em mời thầy đến nhà thầy là giúp cho vợ em, là tại hồi lúc trước Tết bây giờ là nó giống như là nó bị quậy phá, nó y thinh mà cái cô mà áo đỏ đỏ được á, thầy quay ở trên bên gần chợ Khánh An bên đó, nó cũng quậy y thinh vậy. Nó quậy vậy ha? Dạ, quậy nói rồi vô đập đồ rồi dữ lắm. Rồi cũng đi cũng rất là nhiều thầy rồi, đi nói chung là cũng lúc trước Tết là có cũng có coi đi lên thầy Bạch Long trên núi trên cũng có, rồi đi xuống Tuốt với Hậu Giang cũng có, rồi đi thầy này thầy kia tùm lum chân, rồi đi bệnh viện thì cũng có nữa. Lên những người thầy này kia người ta nói vợ anh bị gì? Đi coi mấy người cầu về coi thì nói là nói bị cũng có duyên âm, rồi có bị có người thì coi nói có bị bùa, rồi cũng bị ảnh hưởng đến thần kinh. Nói chung nó nói chuyện là cũng hơn một tháng trời, nó xuyên suốt bằng đêm bằng ngày không ai ngủ được. Bước lên xe nó đi là bước từ lên xe đến đi tới chỗ nói là không ngay ngủ, đến đã giết mà thuê xe giết mấy tài xế là sợ luôn, đi xe thuê xe dịch vụ á, rồi tới tư nói xong cái nói từ đó nó đi về tới nhà và bằng đêm nói như vậy. Tức là bây giờ nói suốt rồi son? Bây giờ thì cũng đỡ rồi, còn có thời đó là cỡ khoảng 11 đến 1-2 giờ khuya thức dậy ăn, thì đợt lúc Tết đó, em có quậy quá thì em có bắt em chối lại em kêu khai, thì mới đầu nói cũng giết rồi không khai, giờ khai rồi nói là nó là như là lần trước thì khai nói là bạn của nó chết nước từ lúc nhỏ thì theo, rồi lần sau cái nói là nó đi bộ đội nó chết rồi nó theo tới giờ luôn. Là cũng bạn nó đi bộ đội chết không có, cái bạn nó thì bạn học theo, còn cái người đi bộ đội á là chết, là đi, nó tự về nó nói với em không ấy nha, là theo rồi nói kết duyên âm gì đó, rồi nói lớn hơn nó hai con giáp gì đó, nói đủ thứ chứ á. Tức là tình trạng là đã khai đó nó nói với dạ, anh gì vậy đúng ha? Rồi đi cũng khá thì dạ, nhiều đúng không, nhiều dạ, thầy đúng không rồi. Rồi em hỏi bằng đêm ai ăn, nói là bằng đêm tôi ăn á, tại tôi thèm khác bây giờ tôi ăn. Là một đúng là một hai giờ phía là nhập vô thèm khác là thức dậy là đòi ăn, đòi uống sữa, đòi ăn uống này kia tự nó. Nếu mà bằng đêm em ngủ mà em bực mình em không ấy là tự ra bắt đầu quậy tới rồi làm đồ ăn ăn luôn. Rồi bây giờ vô trong kia phải không? Dạ, dạ. Rồi giờ mình vô trong nha. Rồi mấy thầy lấy ghế. Tu đó rồi ma nhập cho người em rồi em làm gì? Em niệm trong niệm tâm gì? Hả? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là ngoài tâm, trong tâm mình có 5 chữ riêng ở trên Phật đường. Đâu? Bởi, hả? Em niệm gì? Thì em niệm năm chữ nói, không có cho người nói. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Mật khẩu hả? Dạ đúng mặt rồi. Mật khẩu một cái đạo giáo em đó hả? Đúng rồi, không chịu nó, không cho nó ra. Những người cầu đạo mới biết được 5 chữ đó là mật khẩu không cho nói. Không cho nói ra. Đúng rồi. Ai quên đó là phải vô Phật đường, lại phải lên Phật đường nó bắt đầu là nghe thầy giảng lại là mới nhớ. Còn nếu mà rồi em bệnh gì rồi sao hả? Trong người em gì rồi sao? Em bệnh gì rồi sao? Rồi những người đó giúp được em không? Có chứ. Giúp cái gì? Ý là nhưng thay vì giúp tiền bạc thì người ta giúp về tinh thần, nói chuyện là ý là những anh em đồng tu kêu thôi cùng nhau cố gắng vượt qua để trở về với mẹ, tại vì đối với thầy đối với đạo này là một không có vượt qua được. Hả? Em không vượt qua được. Nó thẳng luôn trong người ma không đó. Vượt gì? Rồi cô em ma em chịu mà. Nhưng mà tại sao em để gì? Không, ý là đã trị bệnh rồi thì nói chung là giữ những người hiền lành thì con chấp nhận. Tại vì đối với con là nói chung là nhân tri sơ tính bản thời điện là có cửa quyền thất tổ con đi theo. Nó nói chuyện trước rồi đó. Đi mướn xe dịch vụ đi phải không? Bước lên xe nói là tới đủ. Xuống xe là nói về tới nhà giết mà em mà kêu xe dịch vụ là mấy tài xế nó phải phụ trợ cô bữa đó. Đợi em xong rồi. Dạ. Đợi em như xong rồi đó. Dạ đúng rồi.
Rồi Tết nó thường đi chắc xe đại trẻ đó ngày đấy, đi lại chỗ mã ngồi chụp hình này kia rồi nó nói không đi đó phải đâu, mùa mã đó là đi thăm ông bà tổ tiên. Đi dọc đường cái nói gặp mấy cái bông chớp chớp mắt với nó chớp mắt lại nó diễn kể vậy đó. Nói chung là nhìn mắt là biết lâu liền là liếc con là con liếc lại. Có thấy gì? Có thấy gì? Nó nói chạy xe đi lại chỗ đó đó, nhìn gặp cái bóng kìa chớp chớp mắt bóng, cái đó. Có bóng đo đâu? Nó dọc đường á. Dọc đường ha, đi đường ha. Dạ, thấy đi đường giống như không, mình nghĩ là như mấy cái dòng vô ánh mắt đó là cái biết. Cái dòng đồ dọc đường cái đó. Nó chớp mắt nó mặt lắm đi liên là biết. Liếc con là liếc lại từ trên xuống, từ dưới lên trên con liếc lại. Giờ cái về bắt đầu quậy. Quậy sao? Về bắt đầu. Ấy là con hay bực mình thôi. Cúng cho thần thờ ha. Bông quấy hồi lúc Tết đập nát này luôn. Tại sao đập vậy? Ông ấy là tại vì con bực mình thôi. Tại vì bực mình cái gì chuyện gì? Ý là nhân quả nghiệp trước nó làm cho con bực mình chứ không phải là do con làm. Giống như là kiểu như tính con rất là hiền, nhưng một khi con đã nóng là con rất là dữ. Tại vì sao không? Tại vì con đã nhịn, ý là một điều nhịn chín điều lành. Bây giờ nè. Dạ. Thôi bỏ cho nó đi. Dạ đúng. Bây giờ nói vòng vòng được, khỏi nói vòng. Dạ, đi thẳng luôn đi. Cứ bình thường đi. Dạ đúng không, rồi. Không có tu gì nữa hết á. Dạ dạ. Không có đọc cái gì hết á, đừng có mặc gì trong cái hết trơn á. Nè, muốn bình thường sống là cuộc đời bình thường, không có mặc gì hết á, sống bình thường ăn hiền ở lành hết. Dạ. Không mặc niệm cái gì hết trơn á, không có đọc cái gì hết trơn á. Dạ. Viết là điên nè. Chứ không phải đơn giản đâu. Dạ dạ. Bình thường. Thứ nhất, bình thường, không mặc niệm gì hết ha. Ăn hiền ở lành. Được rồi. Sống bình thường lại. Dạ. Không có vọng tưởng. Thứ nhất là không có vọng tưởng, thứ hai là không có nhìn bất cứ vật thể gì mà tưởng. Ủa, tượng. Vọng tưởng là sao? Vọng tưởng là hồi nãy nhướng đó. À. Vọng tưởng đó. Dạ. Đó là hình thức là vọng tưởng. Dưỡng là dạng như mắt cặp mắt. Thấy ai đó, thấy người này kia đó, đó là vọng tưởng. À, thấy người ta liếc mình là kệ người ta. Vọng tưởng. Dạ. Mình thấy này thấy kia, tất cả là vọng tưởng. Dạ. Hư cuộc đời nè, cái này là hư nè. Dạ. Hư rồi. Rồi đi thầy đi bà rồi theo đạo giáo nào đó này kia rồi nó chỉ tùm lum hết. Tôi nói thiệt với quý vị nha, nói về tu hành đó, đây tôi chia sẻ cẩn thận. Dạ. Chịch một cái là hư cuộc đời cái người dẫn dắt mình. Dạ. Quan trọng là người dẫn dắt mình. Chịch một cái là cuộc đời mình như tiêu. Dạ. Mà khi nó tiêu rồi đó khó, tại vì á không đủ hồn đủ xác. Dạ. Và tâm không kìm được, không cứng. Dạ. Thì chắc chắn là điên loạn. Dạ. Tâm. Dạ. Em đang bị loạn tâm. Loạn tâm xong dẫn dắt tư tưởng. Dạ. Dẫn dắt tư tưởng xong bắt đầu chuyển sang ảo tưởng. Ảo tưởng khi dẫn dắt tư tưởng được, tà ma quỷ quái nhập rất là nhiều vô. Dạ. Mà nó nhập vô chổng thời gian lâu ngày đó, nó sẽ xây nhà xây cửa chổng. Rồi những người điên luôn. Dạ. Mà điên luôn đó thì em nghĩ là cái hậu quả của điên là sao rồi đó. Khó chữa. Con em vợ chồng em tan nhà nát cửa. Đó. Dạ. Em là trong hình thức giống như nãy giờ tôi nói, giống như vậy. Thì bây giờ á, chồng em nè, hôm nay đó thấy như vậy, nhờ tôi tới đây để giúp. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Ừ. Được rồi. Xích chồn xíu rồi, xích chồn. Ừ. Cái tay nào mà không đánh? Ừ. Tay phải. Đánh hả? Được, đưa tay phải coi. Tự số mày hết. À, thầy ơi đừng thầy. Đâu đâu đâu. Hết con này. Ai ai khai. Ông ba. Đâu đâu. Ui da lâu quá thầy ơi. Đầu quá anh ơi. Anh ơi đừng. Tụi bay hết. Ông ba đừng. Ông đừng không có lo. Số tụi bay hết tha hả? Ờ, nhà nát cửa. Ờ, thầy ra để sau gia đình tao nát cửa mày chết. Thầy ơi. Thầy ra. Ai? Ông biết. Không biết. Thầy, nó mắt đó. Nhìn mắt thấy chưa? Đâu rồi, đây tha cho con. Thì ai đó con. Không nó, rồi không có sợ đâu. Ây da. Ê. Không có cắn tay. Võ Thiên Phúc bị vô nè. Không đâu.
vô làm gì? Ý là con ăn theo tôi đừng có chọc chứ. Mà vô làm gì? Ông ý là ý là thầy mày vô ý là làm gì? Con ăn của nó thôi. Mày ăn cái gì của nó? Thì nó ăn gì con ăn đó. Mày vô đây bao lâu rồi? Hả? Thì con hợp với nó là con bị chết nước mà. Mày vô đây bao lâu rồi? Con không nhớ, chắc hồi nhỏ. Mày chết hồi nào? Con chết hồi lớp 7, lớp 8 tuổi. Lớp 7, lớp 8 tuổi rồi mày vô đây mà làm gì? Con ăn theo thôi, con không làm gì còn hết. Còn ai trong này nữa không? Còn cô quê thì cũng có chết nước mà. Con không... vô đây không? Không đâu. Không, không. Mày khai sai rồi, cô nói cái gì? Cô bà con. Không. Ê đó! Dạ. Mẹ đâu? Con không biết, con là... Còn bao nhiêu người nữa? Ồ thầy ơi, nhỏ thì cũng... Đừng, không biết. Ừ. À, đừng. Còn bao nhiêu người nữa? Tao không biết, không biết. Lên hả tì? Ê! Lên hả tì? À, không biết, đừng có nói con nữa. Lên hả tì? Con tại con không biết, thật sự con không biết. Mày vô đây bao lâu rồi? Con không biết, mày con... Làm, mày vô đây làm gì? Con vô, con ăn theo. Ấy là người đã cúng cho con rồi. Nhưng mà con vô để hợp bốn vía, con vô ăn thôi. Mày sợ mày còn đi theo ai quậy phá nữa không? Dạ không. Từ đây về sau còn dám quậy phá nữa không? Dạ không. Không ha. Dạ. Mày đi tu nghe không? Dạ dạ. Không vô nữa nghe không? Dạ. Đi tu tao tha cho mày. Dạ dạ. Mày không đi tu là mày tới số mày. Dạ dạ. Biết chưa? Dạ biết rồi. Mày sợ tao không? Dạ sợ. Sợ rồi phải không? Dạ. Từ đây về sau còn phá hay nữa không? Dạ không. Không phải không? Dạ. Rút ra bỏ xác nè. Dạ. Mạnh nè. Ra. Dạ ra 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 ra. Họ tên gì? Ngô Thị Thúy Nhi. Ấy là họ con là Ngô Thị Thúy Nhi. Con nhiêu tuổi rồi? À, con sinh năm 1992, 32 tuổi. Hồi chuyện chị giờ cảm thấy trong người sao rồi? Dạ, hai bên đây thì... Không phải không? Dạ, à, nó người nó nhẹ nhõm hơn lúc ban đầu, tí tâm mình nó tịnh hơn. Dạ. Dạ. Rồi em cũng dạ con cũng cảm ơn thầy đã đi đường xa tới đây không ngại khó khăn để giúp đỡ con là vượt qua bệnh tật như ngày hôm nay, con cảm ơn thầy. Ừ. Rồi thì... thấy như thế nào? Dạ. Thấy nãy giờ thấy cũng đỡ hơn hồi lúc trước, tại hồi lúc kia là nãy sớm mình vô mấy anh cũng thấy đó là nói nhiều nói nhảm đó này, là kêu đừng có nói để cho thầy thịnh tâm mà nói suốt nói chuyện gì cũng dạ, tỉnh. Bây giờ thấy cũng đỡ hơn lúc nãy. Dạ. Dạ. Nói chung cũng cầu mong cho vợ cũng cho mau hết bệnh phải không? Tại vì hồi lúc cưới về thì mới đi mới tròn năm á mà hạnh phúc không được mấy tháng vậy á. Là từ lúc Tết giờ quậy quả giờ đi Tết đi lại nhà người ta ca múa hát này kia người ta cũng la dậy, nói chung là chủ yếu muốn cho nó hết bệnh gia đình hạnh phúc, nói chung là chẳng thà mình nó than đau chẳng thà đau một lần. Rồi thì chị cố gắng nha, cố gắng dạ. Ăn uống khỏe lại ha. Dạ. Dạ.